Rồi bây giờ thì mình đã trên tay hai cái sản phẩm này cho các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cả hai đều được làm từ kim loại rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và cầm trên tay thì cái cảm giác nó mát rượi. Ở đây là tên của cái sản phẩm nhỏ, nó là Hyper và Drive. Thì Drive là cái dòng sản phẩm USB Hub của hãng Hyper. Và cái sản phẩm nhỏ nó có tên là USB Type-C 5-in-1 Hub. Còn cái sản phẩm lớn là 7-in-1. Đó, nó không có ghi là 7-in-1 nhưng mà nó là Dual Hub dành cho MacBook Pro. Thì lý do tại sao mà nó là một sản phẩm dành cho MacBook Pro, bởi vì dường như trên thị trường tới thời điểm hiện tại thì chỉ có MacBook Pro là có hai cái cổng USB-C nằm liền kề nhau như vậy. Còn cái sản phẩm nhỏ này thì các bạn có thể dùng cho bất cứ cái máy nào mà nó có sử dụng cổng USB-C. Đó. Ở bên đây thì mình sẽ làm một cái phép so sánh một tí. 5-in-1 thì chúng ta sẽ có 5 cái cổng, bao gồm hai cái cổng USB-A, một cái cổng micro SD, một cái cổng SD và một cái cổng USB-C thường. Và ở đây thì chúng ta có hai cái cổng USB-A, một cái cổng SD, một cái cổng micro SD và hai cái cổng USB-C có chuẩn Thunderbolt 3 cũng như là có thể sạc Power Delivery. Thì cái chuẩn sạc Power Delivery này nó sẽ rất là tuyệt vời. Các bạn có thể vừa sạc nhanh cho cái chiếc MacBook của bạn mà cũng có thể vừa sạc cho cái sản phẩm bên thứ ba. Bên này nữa, chúng ta có thể thấy là nó sản phẩm 7-in-1 mà ở đây thì chúng ta mới thấy 6 cổng thôi, và cái cổng còn lại là cái cổng HDMI, nó sẽ nằm ở phía đầu này và nó có khả năng xuất hình ảnh 4K rất là tuyệt vời. Và hai cái sản phẩm này thì mới về hàng tại Mai Nguyên, và mức giá của cái sản phẩm 7-in-1 sẽ là 2.450.000, còn cái mức giá của sản phẩm 5-in-1 sẽ là 1.080.000. Hai sản phẩm này mình nghĩ rất là tuyệt vời, rất là hữu dụng dành cho bạn nào đang xài Mac, mà đặc biệt là Mac 12 inch hoặc là Mac 13, Mac 15 từ 2016 đổ lên. Thì mọi thông tin chi tiết về hai sản phẩm này đã có ở bên dưới phần description. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, share và subscribe, hoặc là vào chuyên trang mai nguyên.vn để xem thêm. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.